Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Luvu nha. Video này mình sẽ review cái tức là sẽ mở cái bịch đồ phẩm mà mình mới vừa đặt hàng xong ha, và bây giờ mình sẽ mở cho các bạn cùng xem. Ok. Đây cái gói đồ của mình đây. Thì bây giờ mình sẽ mở nha. Thì mình cực kỳ thích những cái style, những cái phong cách thể thao ha. Thì cho nên là mình đặt hàng, mình sẽ đặt những cái hàng cũng về thể thao luôn. Ok. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha. Rồi, đây là cái đồ mà mình lấy về để mình bán luôn, và đồng thời đây là cũng cái là những cái quần áo mà mình sẽ mua để mà mặc luôn ha. Thì các bạn, mình sẽ review cho các bạn xem. Ok. Thì đây là cái quần thể dục các bạn. Quần thể dục thì đây mình thích những cái style rất là đơn giản như thế này ha. Đó, đây là lưng thun, lưng thun. Rồi đây, đây cái quần thể dục lưng thun, đó lưng thun ha. Và cái quần này thì nó sẽ có cái viền hai cái sọc trắng ở bên hông. Và đây là size gì đây? Size L hay các bạn, size L. Rồi ở đây nó sẽ có cái túi luôn, cái túi hai bên hông nè, hai đằng trước nè, xỏ hai đằng trước đây đó. Thì cái túi túi này là người ta may lại rồi, thì y là khi mặc thì các bạn sẽ tháo đường chỉ ra thì sẽ sử dụng được cái túi ha. Ok. Thì cái style này, cái quần này các bạn có thể phối rất là dễ dàng ha. Đó, cho nên là mình quyết định sẽ mua cái quần này để mà mặc. Tại vì mình thật sự rất thích những cái style thể loại thể thao ha. Ok, và tiếp theo. Ok, mà mình sẽ chia sẻ một cái quần nữa ha. Thì cái cũng là cái quần thun luôn, nhưng mà cũng giống cái hồi nãy, nhưng mà mình sẽ chọn cái quần là full màu đen hết luôn ha. Đó, màu đen hết luôn. Nhưng mà bên hông người ta cũng sẽ may một cái vân, đây, cái vân như thế này đây. Nói chung là nó cũng đen thui thùi lùi các bạn. Đây, đó, đây là cái vân ha. Đó, cái vân. Rồi thì cái túi nó cũng giống như vậy luôn. Cái túi nè, hai bên cái túi nè. Đó, ở trong cũng vậy luôn. Thì cái này mình cũng đặt size M, CL luôn ha. Đây, đây đó, cho mình sẽ cho các bạn xem đây. Đó, thế là mình sẽ có hai cái quần. Tại vì sao các bạn? Khi mà các bạn mua những cái quần như thế này rất là đơn giản đúng không? Thì các bạn có thể phối với lại áo thun. Áo thun cũng có y như là màu đen, thì các bạn có thể phối bất cứ những cái màu nào cũng được. Và đặc biệt cái màu màu đen, cái quần màu đen mà sọc trắng như thế này á, thì mình sẽ phối rất là dễ thương, rất là cá tính với lại chiếc áo phông đơn giản, áo thun đơn giản, tay ngắn, cổ tròn, màu đen hoặc là màu trắng thì nó rất rất là đẹp các bạn. Và các bạn có thể mix thêm với lại là giày sneaker đó, tức là giày thể thao, nhưng mà giày thể thao hiện là cái cổ ngắn á các bạn, cái giày cổ ngắn á, nó bít đầu, bít cái gót, rồi nó sẽ có cái dây để mà cột ở phía trước đó. Thì chất rất là chất luôn các bạn. Thì các bạn như là
Khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn có thể dễ dàng mặc những cái style như vậy, rất là như là năng động, rất là như là cá tính, và một chút gì đó rất là khỏe khoắn ha các bạn. Rồi ok, và mình sẽ tiếp theo là hai cái áo thun tiếp đó. Hôm nay mình sẽ đặt bốn cái về ha. Ok. Ok, đây cái áo thun này size M hả các bạn, size M. Hình như cái màu này mình bị ghiền cái màu này hay sao á, mua hồi nào cũng phải mua cái màu này hết á. Đó, cái màu này rất là đẹp các bạn. Đó, đây áo thun. Đó, thì nói chung là chất vải rất là đẹp, rất là đẹp. Đây, chất vải rất là đẹp. Rồi các bạn có thể coi xem cái đường may nè. Đó, rồi thì nói chung á, mình sẽ thích mặc những cái style thể dục, thể kèo và y như là cái form rộng một xíu á, đó thì rất là thoải mái. Rồi và đây là tiếp theo cũng là một cái áo thun màu màu vàng, vàng sẫm hết các bạn đó, vàng sẫm đó, ok, rất là dễ thương. Ok, và tiết mục là open pen. Thì cái video của người ta là open box but, nhưng mà video của mình là open pan, tại vì đây là một cái túi, cái túi quần áo mà mình đã đặt ở trên mạng về, và bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn cùng xem. Và ok, thì chào tạm biệt các bạn nha. Và hy vọng là các bạn sẽ thích những cái video như thế này, đó là mình chia sẻ về cái như là cái sở thích của mình, cũng như là như là nói về những cái như là những cái công dụng, cũng như là cái lợi ích của những cái quần áo mà style thể thao ha các bạn. Đó thì sẽ làm cho các bạn cảm như là trở nên rất là năng động, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ như là nó sẽ như là trôi chảy hơn, cũng như là làm cho cái cuộc sống của bạn thêm màu sắc hơn ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lu nha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ xem tiếp những video tiếp theo của Lu nha. Ok, good night.